Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một mẫu túi ứng dụng họa tiết mũi đơn, mũi trượt và mũi nửa kép như các bạn thấy trong clip. Để làm mẫu túi này, nguyên liệu các bạn cần sử dụng gồm có sợi dệt. Ở đây mình sử dụng sợi dệt cuộn 100g như thế này. Mình cần khoảng 5 cuộn là 500g. Các bạn có thể sử dụng sợi dệt ống loại 125g cũng được. Khóa ở đây mình sử dụng khóa tim. Nếu mà các bạn không muốn dùng khóa tim, các bạn có thể dùng khóa sập hoặc là khóa thanh ngang, tùy ý các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có quai. Quai ở đây á, thì nó có bộ u đi kèm theo nữa, nhưng mà ở trong mẫu này mình chỉ sử dụng quai thôi. Mình không cần dùng bộ u đi kèm theo. Rồi một bộ chân đế. Ở đây thì mình sử dụng quai tay cầm thôi, bởi vì mình làm cho người lớn tuổi họ không thích đeo xích cho nên mình không dùng xích. Nếu mà các bạn thích sử dụng xích á, thì các bạn cần thêm một cặp đê dây xích. Và một cặp cua. Ngoài ra mình còn sử dụng thêm canvas để phần túi thêm cứng cáp này. Và cuối cùng là phần vải lót. Mình đã giới thiệu xong các nguyên liệu để làm mẫu túi này. Về phần dụng cụ ở đây thì mình sẽ sử dụng kim 2.5 kéo và kim khâu. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước cho các bạn để làm mẫu túi này nhé. Rồi để móc mẫu túi này thì các bạn sẽ móc cho mình một hàng dây xích gồm 52 xích. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Rồi sau khi móc xong 52 xích thì bây giờ các bạn sẽ lên hàng 1 cho mình. Ở đây các bạn sẽ bỏ qua xích cuối cùng, xích thứ 52, đâm kim vào 51 xích còn lại. Mỗi xích các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Đây mình đã móc xong 51 mũi đơn. Sau khi xong hàng số 1 với 51 mũi đơn, các bạn lên một xích, quay lại để lên hàng số 2. Các bạn bỏ qua xích vừa lên này, đâm kim vào mũi đơn ở đây. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép không kéo hết sợi để tạo thành một mũi bắp. Các bạn lấy sợi vào kim, đâm vào chân. Kéo qua có 3 sợi trên kim. Kéo qua sợi đầu tiên có 3 sợi trên kim. Kéo qua 2 sợi. Và đây các bạn sẽ giữ nguyên 2 sợi này. Chúng ta lặp lại thêm 3 lần nữa. Này các bạn có 4 sợi trên kim, kéo qua 1 sợi có 4 sợi trên kim. Kéo qua 2 sợi, các bạn sẽ có 3 sợi trên kim. Rồi lần thứ 3. Bạn có 5 sợi trên kim. Kéo qua một sợi, ta có 5 sợi trên kim. Kéo qua hai sợi, các bạn sẽ có 4 sợi trên kim. Móc thêm một lần cuối cùng, các bạn sẽ có 6 sợi trên kim. Kéo qua một sợi, vẫn có 6 sợi trên kim. Kéo qua hai sợi, các bạn sẽ có 5 sợi trên kim này. Ở đây mình thích làm bắp 4, còn nếu mà bạn nào thích thì bạn có thể làm bắp 3 hoặc bắp 5 đều được nhé. Rồi các bạn lấy sợi, kéo sợi qua hết 5 sợi trên kim này. Và chúng ta kết bằng một xích. Như vậy các bạn đã móc xong một mũi bắp. Đây là mặt trái của nó, chúng ta đang móc mặt trái, còn mặt phải thì sẽ như thế này.
bạn thấy nó cộm lên. Rồi, chân tiếp theo là ở đây, các bạn sẽ móc vào đây nha mình một mũi đơn. Hai chân tiếp theo, mỗi chân một mũi đơn. Như vậy các bạn đã có 3 mũi đơn liên tục. Sau khi móc xong 3 mũi đơn, chúng ta tiếp tục móc 4 mũi kép vào đây để tạo bắp. Một mũi. Hai mũi. Ba mũi. Rồi mũi thứ tư có 5 sợi trên kim, kéo qua 5 sợi, rút lại bằng một xích. Để tiếp tục móc 3 mũi đơn cho mình. Một mũi. Hai mũi. Ba mũi. Rồi các bạn lại lắp lại một bắp 3 mũi đơn và một bắp 3 mũi đơn cho đến khi hết hàng đây. Các bạn thấy mặt phải của nó sẽ cộm lên cục bắp như thế này. Sau khi móc đến mũi bắp thứ 13 thì các bạn sẽ còn một chân mũi đơn cuối cùng chưa móc ở đây nha các bạn. Giống như phần bắt đầu chúng ta móc một mũi đơn rồi đến bắp thì cuối cùng ở đây chúng ta sẽ còn một mũi đơn. Các bạn móc vào đây để kết thúc hàng. Đây, xong hàng số 2, chúng ta sẽ có 13 bắp như thế này. Các bạn lên một xích. Ta lên hàng số 3 như sau. Các bạn sẽ bỏ qua cái xích vừa lên, đâm vào cái mũi đơn cuối cùng ở hàng số 2 này. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn. Đây. Tiếp theo đến mũi bắp thì các bạn sẽ bỏ qua một chân ở đây, đâm kim vào chân tiếp theo. Đây này, chân này chúng ta không móc mà đâm vào chân này. Móc vào đây một mũi đơn. Rồi tiếp theo 3 chân, 1 2 3, mỗi chân này các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Tiếp theo đến phần bắp, các bạn sẽ bỏ qua chân này, móc vào chân tiếp theo. Đây các bạn, hai chân này thì sẽ bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo. Rồi ba chân tiếp theo, mỗi chân một mũi đơn. Rồi lại đến chân bắp, bỏ qua chân này, đâm kim vào đây. Đấy, các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Đây mình đã móc đến cuối hàng, sau mũi bắp là một mũi đơn cuối cùng. Như vậy hàng 3 này mình đã hướng dẫn xong. Các bạn móc xong, các bạn đếm là có tổng cộng 51 mũi đơn là các bạn đã móc đúng nhé. Tiếp theo các bạn sẽ lên một xích. Chúng ta quay lại để lên hàng số 4. Các bạn bỏ qua xích vừa lên cho mình, đâm kim vào chân tiếp theo, móc một mũi đơn. Hai chân tiếp theo các bạn cũng móc cho mình mũi đơn. Chúng ta có 3 mũi đơn liên tục. Sau đó các bạn tiếp tục móc mũi bắp cho mình.
Rồi sau khi móc xong bắp, các bạn lại tiếp tục móc cho mình 3 mũi đơn liên tục. Hàng này thì chúng ta cũng móc tương tự như hàng 2, chỉ có điều là vị trí móc bắp là khác thôi. Khi các bạn móc xong thì bắp nó sẽ so le với hai bắp ở hàng số 2. Rồi sau khi xong 3 mũi đơn, tiếp theo chúng ta lại móc bắp. Rồi lại 3 mũi đơn. Đó, các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng số 4 này nhé. Rồi đến cuối hàng thì các bạn sẽ còn 3 chân mũi đơn chưa móc. Chúng ta móc mỗi chân một mũi đơn để kết thúc hàng giống như phần bắt đầu. Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn hàng số 4. Đây, hàng số 4 phần bắp nó sẽ so le như với hàng số 2. Rồi bây giờ lên hàng số 5 cho đến như các hàng tiếp theo thì các bạn lặp lại cho mình từ hàng 1 đến hàng 4. Có nghĩa là hàng số 5 các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn. Bạn cũng bỏ qua xích vừa lên. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi đơn. Một mũi. Hai mũi. Ba mũi. Sau đó đến phần bắp. Các bạn bỏ qua chân này, móc vào chân tiếp theo. Rồi lại móc 3 mũi đơn liên tục. Rồi, đây lại bỏ qua một chân. Đâm kim vào chân tiếp theo. Đó, các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng 5. Thì lên hàng 6 thì các bạn sẽ móc một mũi đơn và một bắp. Lên hàng 7 các bạn móc toàn bộ mũi đơn là 51 mũi đơn. Lên hàng 8 các bạn lại móc tương tự như hàng số 4, 3 mũi đơn và một bắp. Các bạn lặp lại cho đến khi được phần móc như sau. Rồi, khi mình móc được 23 hàng mũi đơn kèm bắp thì mình sẽ dừng lại. Tổng cộng ở đây là 11 bắp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần tiếp theo. Đây, ở hàng 23 mình đã kết thúc bằng một hàng mũi đơn. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng 24. Các bạn sẽ lên một xích cho mình. Sau đó chúng ta quay lại. Ở hàng 24, các bạn sẽ móc họa tiết mũi trượt và mũi nửa kép. Bỏ xích vừa lên, các bạn đâm kim vào mũi đơn đầu tiên này. Sau đó móc vào đây một mũi trượt. Chân tiếp theo các bạn lấy sợi vào kim. Đâm vào chân. Có 3 sợi trên kim. Kéo qua. Tạo một mũi nửa kép. Chân tiếp theo móc một mũi trượt. Rồi chân tiếp theo là mũi nửa kép. Các bạn lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Khi bạn móc thế này thì đến cuối hàng, mũi thứ 50 sẽ là một mũi nửa kép. Và mũi thứ 51, mũi cuối cùng sẽ là một mũi trượt nhé các bạn.
Chúng ta bắt đầu bằng một mũi trượt và kết thúc bằng một mũi trượt. Đây là mặt trái của tấm móc này. Bây giờ chúng ta sẽ lên một xích. Các bạn lên hàng số 2 của phần hoa văn này. Ở hàng số 1 các bạn sẽ thấy cái đường G nó xéo nổi lên ở đây. Rồi ở hàng số 2, chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Các bạn cũng bỏ qua xích vừa lên và đâm kim vào cái chân mà các bạn móc mũi trượt. Chân thứ hai chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Rồi các bạn tiếp tục móc so le như vậy. Chân thứ ba là mũi nửa kép. Chân thứ tư mũi trượt. Các bạn cứ móc như thế này cho đến khi tấm móc đạt được độ dài như sau thì chúng ta sẽ dừng lại. Rồi đây là tấm móc sau khi mình móc một bên từ hàng 1 đến hàng 7 mũi trượt kết hợp mũi nửa kép. Sau khi móc xong bên này á, 7 hàng thì nó sẽ có kích thước như sau. Tính cả phần bắp vừa móc, chúng ta được khoảng gần 15 cm. Rồi bây giờ mình sẽ dừng ở đây và quay ngược tấm móc lại. Chèn sợi vào đây, móc tương tự như phía bên này. Đây các bạn đâm kim vào cái phần xích còn lại này. Lấy sợi vô. Đưa cái sợi dư ở đây đi kèm. Sau đó lên một xích. Sau đó các bạn đâm kim vào cái chân. Các bạn vừa lên một xích đó. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Rồi, chân tiếp theo móc một mũi nữa kép. Rồi lại một mũi trượt. Các bạn cứ móc như thế này cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng số 1 này của phần bên này chúng ta cũng kết thúc bằng một mũi trượt. Như vậy mình đã móc xong hàng này. Đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng số 2. Các bạn cũng lên tương tự như phía bên kia, lên một xích. Quay lại, bỏ qua xích vừa lên, đâm kim vào chân mũi trượt này. Đây các bạn. Cũng bắt đầu bằng một mũi nửa kép. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi trượt. Rồi chân tiếp theo một mũi nửa kép. Chân tiếp theo. Đấy các bạn cứ móc so le như vậy cho đến khi đến hàng số 7 nhé. Hoặc là nếu mà bạn nào móc để đạt 15 cm như khi nãy mình đo mà số hàng nó móc mũi trượt và mũi nửa kép này ít hơn hoặc nhiều hơn của mình thì các bạn móc bằng với số hàng các bạn móc ở bên kia nhé. Rồi sau khi móc xong các bạn được tấm móc như sau. Đây, sau khi mình móc xong 7 hàng ở phần còn lại thì mình sẽ được tấm móc như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình một tấm canvas có kích thước độ rộng là khoảng 19 cm và chiều dài của nó là khoảng 27 cm. Sau khi cắt xong thì các bạn sẽ tiến hành nẹp canvas. Các bạn lật cái tấm móc này lại và chúng ta đặt tấm canvas này lên. Bạn sẽ tiến hành nẹp như sau. Các bạn nhớ lên một xích ở đây nhé. Sau khi lên một xích thì các bạn sẽ đâm kim vào chân ô canvas và đâm vào mũi đầu tiên. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Chân tiếp theo các bạn đâm vào ô canvas
và đâm vào chân mũi đơn đằng sau, móc một mũi đơn. Chân tiếp theo một ô canvas và một chân mũi đơn đằng sau. Rồi chân tiếp theo cũng một ô canvas, một chân đằng sau như thế này. Như vậy các bạn đã có 4 ô mũi đơn liên tục ứng với 4 chân canvas. Chân thứ 5. Ở đây vì số ô canvas nó nhiều hơn số mũi móc cho nên chân thứ 5 các bạn sẽ móc như sau. Đâm vào ô canvas, chúng ta cũng đâm vào mũi đằng sau. Chúng ta móc một mũi đơn. Sau đó các bạn đâm vào ô canvas. Và chúng ta đâm kim vào cái chân các bạn vừa móc mũi đơn thứ 5. Đây là chân mới, còn đây là chân cũ. Các bạn móc vào đây một mũi đơn. Đấy, như vậy chúng ta đã có hai ô canvas chung vào một chân mũi đơn của tấm móc. Chân tiếp theo hay là ba chân tiếp theo, các bạn móc mỗi chân đều là một ô canvas tương ứng với một mũi đơn ở phía sau. Rồi đến chân thứ tư, các bạn lại móc hai ô canvas cùng chung một chân phía sau. Rồi ba chân tiếp theo các bạn lại móc tương ứng với ba ô mũi đơn và ba ô canvas. Chân thứ tư các bạn lại móc hai ô canvas cùng chung một chân mũi đơn. Đấy, các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi nẹp canvas hết cái hàng này nhé. Khi móc đến góc này thì các bạn sẽ đâm vào đây cho mình 3 mũi đơn cùng chung một chân. Đây. Rồi ở bên này thì các bạn sẽ móc 5 mũi đơn liên tục vào 5 chân. Sau đó chân thứ 6 thì các bạn sẽ móc 2 ô canvas vào cùng chung một chân. Rồi, các bạn cứ nẹp như vậy cho đến khi hết tấm móc này nha. Đây, mình đã viền đến mũi bắt đầu. Bây giờ mình sẽ móc vào đây một mũi đơn.
Sau đó mình cắt sợi đi. Chúng ta cắt sợi. Rồi các bạn kéo cái sợi đã cắt qua. Chúng ta dùng kim khâu. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi đơn đầu tiên. Ở đây. Để độ dài bằng một mũi đơn, sau đó đâm vào giữa hai sợi của mũi đơn cuối cùng. Ta đâm xuống đây để tạo một mũi kết thúc giã. Đây các bạn. Sau đó các bạn giấu sợi vào giữa tấm móc và canvas. Đấy, các bạn cứ giấu như vậy cho hết sợi nhé. Đây là phần thân sau và nắp sau khi mình đã nẹp canvas xong. Nó sẽ có kích thước như sau. Chiều dài của nó là khoảng hơn 27 cm một chút, 27 cm rưỡi. Còn độ rộng của nó là hơn 19 cm một chút. Tiếp theo các bạn sẽ móc qua phần thân trước nhé. Để móc phần thân trước các bạn sẽ lên cho mình 39 xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Đây, mình đã móc xong 39 xích. Sau khi lên 39 xích, hàng một các bạn móc như sau. Các bạn lên thêm cho mình một xích. Bỏ qua xích vừa lên, đâm kim vào chân. Xích tiếp theo. Móc cho mình một mũi trượt. Lấy sợi vào kim, đâm vào chân tiếp theo. Có 3 sợi trên kim. Móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Đấy các bạn, cứ móc so le mũi trượt. Mũi nửa kép cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng chúng ta kết thúc bằng một mũi trượt. Như vậy hàng đầu tiên là như thế này. Các bạn lên một xích để lên hàng số 2. Bỏ qua xích vừa lên, chúng ta lấy sợi vào kim và móc vào đây một mũi nửa kép. Sau đó chân tiếp theo là một mũi trượt. Đấy các bạn cứ móc sau le các hàng như thế này cho đến khi tấm móc của phần thân trước đạt được độ cao như sau. Đây các bạn, đây là tấm thân trước mà mình đã móc xong. Nó sẽ có kích thước như sau. Chiều này khoảng 18 cm. Và độ cao của nó là khoảng 12 cm rưỡi. Sau đó các bạn cắt một tấm canvas. Đây, bằng với tấm móc. Và chúng ta sẽ tiến hành nẹp canvas nhé. Cách nẹp thì tương tự phần thân sau và nắp mình đã hướng dẫn. Bây giờ đến phần đáy và hai bên hông nhé các bạn. Đây là phần đáy túi. Các bạn cũng lên 39 xích. Và là hàng một lên thêm một xích là 40 xích. Và chúng ta móc mũi trượt, mũi nửa kép sau le nhau. Các bạn móc cho đến khi tấm móc đạt kích thước như sau. Chiều rộng của nó là khoảng 7 cm. Sau đó các bạn cắt một tấm canvas bằng với tấm đáy như thế này. Rồi các bạn tiến hành nẹp canvas lại tương tự như cách nẹp của phần thân sau và nắp mà mình đã hướng dẫn nhé. Sau khi nẹp xong thì các bạn sẽ ráp 3 phần lại với nhau như thế này cho mình. Ráp ở đường này và đường này. Chúng ta chưa lắp vải nhé. Sau khi ráp xong thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nhé.
Rồi, mình đã khâu xong ba phần này lại với nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần bên hông này nhé. Đối với phần bên hông á, thì mình đã móc sẵn trước một bên như thế này rồi. Đây các bạn, mình sẽ móc hai cánh như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lật mặt phải của nó. Ở đây các bạn sẽ chia đôi số mũi móc ở phần cạnh bên cho mình. Của mình đếm được 16 mũi. Nên mình sẽ móc mỗi cánh là 8 mũi nha các bạn. Mình sẽ bắt đầu chèn sợi vào đây. Đây là cái mũi ở góc chúng ta đã khâu đến đây rồi. Thì cái mũi tiếp theo là ở đây. Bạn sẽ chèn sợi ở đây cho mình. Sau đó các bạn lên một xích. Ta sẽ đâm kim vào cái chân các bạn vừa chèn sợi. Để cái sợi dư ở phía trên kim. Lấy sợi qua và chúng ta móc vào đây một mũi đơn. Rồi các bạn tiếp tục móc vào chân thứ hai. Một mũi đơn. Đây là hai mũi này. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Được 8 mũi đơn rồi. Tiếp theo ở đây các bạn sẽ lên cho mình 3 xích, 1 xích, 2 xích, 3 xích. Chúng ta quay lại. Các bạn sẽ bỏ qua xích thứ 3. Đâm kim vào. Xích tiếp theo móc một mũi đơn. Rồi đâm kim vào xích tiếp theo. Móc một mũi đơn. Chúng ta sẽ có hai mũi đơn ở trên xích. Rồi các bạn đâm kim vào mũi đơn thứ 8 này. Và 7 chân còn lại móc mỗi chân một mũi đơn. Đây các bạn sẽ có phần mũi đơn dư ra ở hai mũi đây. Lúc này ở hàng số 2 các bạn sẽ có tổng cộng là 10 mũi đơn. Thì các bạn lên một xích. Chúng ta quay lại. Lên hàng số 3 bỏ qua xích vừa lên, đâm kim vào mũi đơn. Và các bạn cũng móc cho mình 10 mũi đơn. Đấy, các bạn cứ móc như thế này 10 mũi đơn một hàng, lên đến hàng số 12 thì dừng lại nhé. Mình đã móc xong 12 hàng với 10 mũi đơn. Bây giờ các bạn lên một xích, lên hàng số 13. Ở hàng số 13 thì chân đầu tiên, các bạn bỏ qua xích vừa lên, ta đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi đơn. Sau đó các bạn bỏ qua chân tiếp theo, móc vào chân thứ ba. Một mũi đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng. Khi kết thúc hàng số 13 này các bạn sẽ được 9 mũi đơn. Chúng ta lên một xích.
Lên hàng 14 đến hàng 16. Các bạn sẽ móc toàn bộ 9 mũi đơn cho mình. Đấy, các bạn cứ móc 9 mũi đơn như vậy. Lên thêm 3 hàng nữa đến hàng 16 nhé. Đây mình đã móc thêm được 4 hàng với 9 mũi đơn. Bây giờ lên hàng số 17, mình lên một xích. Bỏ qua xích vừa lên, đâm kim vào chân đầu tiên một mũi đơn. Sau đó bỏ qua chân thứ hai, móc vào chân thứ ba một mũi đơn. Bạn móc như vậy cho đến khi hết hàng 17. Chúng ta sẽ còn 8 mũi đơn ở hàng này. Sau đó các bạn lên một xích, quay lại móc hàng số 18. Và hàng số 18 các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi đơn. Tổng cộng 8 mũi. Chúng ta sẽ lên một xích để lên hàng số 19. Các bạn quay lại. Bỏ qua xích vừa lên, đâm kim vào chân đầu tiên và móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn bỏ mũi tiếp theo, đâm vào mũi thứ ba và móc cho mình một mũi đơn. Như vậy cho đến khi hết hàng. Ở đây các bạn giảm một mũi thì hàng số 19 này các bạn sẽ còn 7 mũi đơn. Tiếp theo các bạn lên một xích, quay lại để chúng ta móc hàng số 20. Ở hàng số 20 bỏ qua xích vừa lên, chân đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi đơn. Rồi tiếp theo chúng ta móc 4 mũi đơn nữa. Đây các bạn có 5 mũi đơn liên tục, chúng ta bỏ qua chân thứ 6. Các bạn móc vào chân thứ 7 cũng là chân cuối cùng. Một mũi đơn. Đấy, như vậy xong hàng này các bạn sẽ còn 6 mũi đơn. Các bạn lên một xích để giữ sợi và chúng ta cắt sợi đi. Kéo qua. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cạnh của bên hông. Sau khi móc xong thì các bạn sẽ thấy một phần bo tròn. Cái phần mà đây ráp với cái phần thân túi á, nó sẽ được bo tròn. Còn phần ở bên này thì nó vẫn sẽ thẳng hàng. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cách móc 8 cạnh ở 8 mũi đơn ở đây. Đầu tiên các bạn sẽ lấy sợi mới cho mình. Và sau đó các bạn bắt đầu bằng mũi trượt. Chúng ta lên 2 xích, 1 xích, 2 xích. Sau đó các bạn sẽ bắt đầu móc vào tấm móc. Chèn sợi vào đây. Móc mũi đơn đầu tiên. Rồi, các bạn tiếp tục móc mũi chân tiếp theo một mũi đơn. Hai mũi này. 3 4 5 6 7. Rồi đây là mũi cuối cùng. 8. Các bạn lên một xích. Giờ chúng ta sẽ lên hàng số 2. Ở hàng số 2 các bạn cũng móc cho mình 8 mũi đơn, nhớ bỏ qua cái xích đầu tiên này.
Sau đó ở đây các bạn sẽ có hai xích này. Ta sẽ đâm vào mỗi xích này một mũi đơn để cho nó được thêm hai mũi đơn. Tương tự như phần nửa cạnh hông bên kia. Rồi, đủ 10 mũi đơn. Lên một xích. Các bạn tiếp tục móc cho mình. Các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình 10 mũi đơn cho đến hàng số 12, tương tự như nửa cạnh bên kia. Mình móc xong 12 hàng, tương tự như phần cánh bên này thì giờ chúng ta sẽ bớt mũi. Các bạn lên một xích, chúng ta lên hàng số 13. Bỏ qua xích vừa lên và các bạn móc ở đây cho mình 8 mũi đơn. Còn chân thứ 9 và thứ 10 chưa móc, các bạn sẽ bỏ qua chân thứ 9 và đâm kim vào chân thứ 10 ở đây. Như vậy các bạn đã giảm mũi thành công, còn 9 mũi đơn, lên một xích. Tương tự như cánh bên kia các bạn sẽ lên 3 hàng nữa. 9 mũi đơn nhé. Đây, mình đã móc lên hàng 16 với 4 hàng 9 mũi đơn, giờ mình sẽ lên một xích. Và quay lại để lên hàng số 17. Các bạn sẽ bỏ qua xích vừa lên. Móc cho mình 7 mũi đơn liên tục. Rồi chúng ta sẽ còn hai chân chưa móc. Các bạn bỏ qua chân tiếp theo, đâm kim vào chân cuối cùng, móc mũi đơn thứ 8. Lên một xích. Lên hàng tiếp theo. Các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 8 mũi đơn. Rồi lên hàng 19, các bạn sẽ lên một xích luôn. Quay lại. Ở đây chúng ta sẽ bớt mũi. Các bạn móc cho mình 6 mũi đơn liên tục. Xong 6 mũi đơn, các bạn sẽ bỏ qua chân thứ 7 và móc vào chân thứ 8 một mũi đơn cho mình. Ở hàng số 19 này các bạn sẽ giảm còn 7 mũi đơn. Thêm một xích quay lại để lên hàng số 20. Ở hàng số 20, các bạn bỏ qua xích vừa lên, đâm kim chân đầu tiên móc một mũi đơn. Sau đó các bạn bỏ qua chân thứ 2 và móc cho mình 5 mũi đơn còn lại, mỗi chân một mũi đơn. Lên một xích. Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn móc cánh thứ hai. Các bạn nhớ cắt sợi thì chúng ta cắt dài một chút để chúng ta khâu sợi vào phần bên hông nữa nhé. Rồi đây là phần hai bên hông như thế này. Tiếp theo là các bạn gắn chân đế vào cho mình. Chúng ta sẽ sử dụng bộ chân đế như thế này để vít vào. Cái phần này chúng ta sẽ để ở phía tấm móc phía sau, các bạn canh bốn góc cho nó bằng nhau là được. Và cái vít này chúng ta sẽ vít xuyên qua đây. Nhưng mà ở đây canvas và mẫu móc nó khá là dày, cho nên các bạn nên dùng kéo cắt bớt canvas đi để vít cái phần đế này cho nó dễ. Tiếp theo là phần khóa. Các bạn gập cái này lại. Nếu mà các bạn thích thì có thể để cao như thế này. Phần hàng hoa văn thứ tư 1, 2, 3, 4 ở trên hàng hoa văn thứ tư thì cái thân túi nó sẽ cao lên và phần bên hông là nó vẫn đảm bảo. Nhưng mà ở đây mình thích nó thấp lại nên mình sẽ để ở hàng hoa văn thứ hai thôi. Đây, mình sẽ canh vị trí để gắn khóa vào ở hàng số 2 này. Đầu tiên ta sẽ ướm thử. Các
Các bạn đếm cái phần hoa văn này từ bên này qua đây và từ đây qua đây. Canh làm sao cho nó ở vị trí ở giữa là được. Rồi nếu mà các bạn không chắc chắn á, thì khi các bạn xỏ cái phần khóa này ra phía sau thì các bạn có thể đếm ô canvas từ đây qua đây thì nó sẽ chính xác hơn. Đấy, chúng ta sẽ gắn cái phần tim vào đây, và cái phần này tí nữa chúng ta lót vải xong thì chúng ta sẽ gắn vào phần nắp. Tiếp theo là phần quai túi. Mình sử dụng quai như thế này, chúng ta sẽ gắn vào ô số 12. Đây các bạn để cái phần này ở đây. Đây chúng ta xem lại nha. Đây các bạn, chỗ này. Thì mình sẽ canh để gắn. Cái cây này, cái này. Vì nếu mà để ở cái hàng này á, thì nó sẽ bị hụt này các bạn. Cho nên mình sẽ để ở hàng phía trước là hàng số 12. Đây, nó sẽ vừa khít với cái tay cầm này luôn. Các bạn dùng kim khâu sợi để may cái phần này lại với phần nắp túi. Rồi sau khi may xong á, thì các bạn sẽ may lót hết các mặt này. Đây là phần túi sau khi mình đã ráp các phụ kiện, quai, khóa và chân đế vào. Bây giờ đến phần móc vách ngăn ở giữa, ở đây. Cái chỗ này các bạn gập đôi lại cho mình. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân xích chỗ các bạn móc thêm để tăng lên 10 mũi đơn á. Rồi các bạn chèn sợi vào đây cho mình. Và bắt đầu móc vào mỗi hàng ở đây một mũi đơn. Rồi hàng cuối cùng là ở phần trên top này, nếu mà các bạn thích thì có thể móc được, còn không thì chúng ta chỉ móc đến đây 18 mũi đơn. Sở dĩ móc 18 mũi đơn bởi vì hàng trên cùng mình bỏ qua và hàng số 1 đầu tiên mình không móc. Sau đó các bạn lên cho mình một xích. Chúng ta quay tấm móc lại. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình. Mỗi chân một mũi đơn, tổng cộng 18 mũi đơn. Nếu mà bạn nào muốn nhanh á, thì ở đây các bạn có thể móc mũi kép hay là nửa kép được nhé. Đây là
Đây là phần bên hông, sau khi mình đã móc xong, mình móc sao cho khi đứng cái cạnh hông ở bên này thì nó sẽ vừa khít như thế này. Và mình dừng lại. Cụ thể ở đây, kích thước của cái phần này khi mình móc là khoảng 15 cm nha các bạn. Nói chung là tùy tay móc thôi, các bạn móc làm sao mà khi các bạn đo nó vừa khít là được. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành cắt sợi đi. Sau đó các bạn dùng kim khâu len xỏ sợi vào. Trước tiên cái mũi móc ở đây khi chúng ta kết thúc chúng ta không gút lại nhé. Kéo sợi qua luôn. Sau đó các bạn may ở đây vào phần cạnh ở chỗ này là được. Đâm vào cả hai tấm móc. Rồi đâm vào mũi đơn ở trên tấm ngang này. Vậy các bạn cứ khâu như thế này cho đến khi xong tấm móc nhé. Đây là phần giữa mình đã khâu xong. Sau khi khâu xong á, thì mình sẽ tiến hành giấu sợi vào giữa các mũi khâu như thế này. Rồi giấu sợi xong thì chúng ta cắt sợi. Bây giờ mình sẽ lấy cái sợi dư mà mình để lại khi mình móc cạnh bên hông ở đây. Khi nãy mình gút lại bằng một sợi xích đúng không? Bây giờ mình sẽ tháo ra. Tháo cái xích gút ra. Và kéo cái sợi qua như thế này. Xỏ kim. Vì ở đây mình kết thúc ở phía trong này cho nên mình sẽ đi một đường sợi qua các mũi đơn ở đây để đưa cái sợi này ra bên phía cạnh ngoài. Rồi, sau đó mình gập đôi cái phần cạnh ngoài với cái phần thân này. Và chúng ta tiến hành khâu lại với nhau. Đấy, các bạn cứ khâu phần bên hông này ở bốn cạnh. Đây, đây. Đây, đây. Thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái túi nhé. Đây là phần hông sau khi mình đã may xong. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cách móc mẫu túi khóa tim như thế này. Hy vọng các bạn sẽ thành công khi làm mẫu túi này.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nhé.